Ung thư vẫn luôn là gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Xạ trị là một trong những phương pháp quan trọng trong việc kiểm soát bệnh ung thư. Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực ung bướu, trong những năm qua, bệnh viện ca luôn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là công tác xạ trị, đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại và cập nhật các kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng khám và điều trị ung thư cho người bệnh. Viện Curie Đông Dương, tiền thân của bệnh viện ca được thành lập từ năm 1923, là cơ sở đầu tiên điều trị ung thư ở Đông Dương. Ngay từ khi thành lập, người bệnh đã được điều trị ung thư bằng các ống kim có chứa chất phóng xạ radium và chiếu xạ ngoài bằng các máy phát tia X. Đây cũng là cơ sở xạ trị đầu tiên ở Đông Dương bằng các kim tuýp radium. Tại đây, năm 1958, các bác sĩ xạ trị nhận chiếc máy xạ ngoài đầu tiên. Năm 1969, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Bệnh viện ca. Được sự quan tâm của Bộ Y tế, năm 2000, Bệnh viện ca được trang bị máy gia tốc đầu tiên tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, công tác xạ trị còn gặp nhiều khó khăn, số lượng máy ít, bệnh nhân đông, chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị của người bệnh. Và những hình ảnh chờ đợi không kể ngày đêm như thế này đã trở thành quen thuộc với người bệnh và nhân viên y tế tại khu vực xạ trị kỹ thuật cao của Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Đẩy lui về trước một tí thì quá vất vả. Quá vất vả đó là gì? Là nhu cầu của bệnh nhân rất lớn. Vai trò của xạ trị ai cũng nhìn thấy, nhưng mà hạ tầng cơ sở, trang thiết bị máy móc. Do đó chúng tôi muốn nói rằng tất cả đội ngũ đều hoạt động. Nếu chúng tôi muốn nói rằng chỉ có một tiếng ban đêm thôi để ngừng, để cho máy nó nghỉ, chứ không phải là cho nhân viên nghỉ đâu, mà các bác sĩ rồi là vật lý rồi là vận hành viên là hoạt động. Nếu chúng tôi muốn nói rằng 22, 23 tiếng trong một ngày bằng ca kíp. Trước thực trạng bất cập cũng như nhu cầu điều trị của người bệnh ngày một gia tăng, từ năm 2017, bệnh viện đã đưa hệ thống gia tốc đa mức năng lượng và PET-CT kỹ thuật cao vào hoạt động, giúp cho phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất. Đặc biệt, với hệ thống gia tốc xạ phẫu của bệnh viện ca có bộ chuẩn trực 160 lá và hệ thống xạ trị hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã lắp đặt hệ thống Gamma Knife thế hệ Icon hiện đại nhất ứng dụng cho điều trị ung thư não. Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là một ví dụ. Bị ung thư vú đã điều trị 6 năm, sau đó do có thai nên chị đã phải dừng điều trị thuốc, khiến chị rơi vào trạng thái nguy kịch, hôn mê vì khối u di căn chèn vào não. Ngay sau khi mổ bắt con, chị đã được chuyển đến bệnh viện ca. Các bác sĩ tại đây đã điều trị hóa chất và xạ phẫu bằng phương pháp Gamma Knife cho chị. Chỉ sau 3 lần xạ phẫu, khối u của chị đã giảm 50% kích thước, sức khỏe của chị đã ổn định. Ngoài ra, nhiều kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới về xạ trị cũng đã được bệnh viện ca đưa vào áp dụng trong điều trị ung thư tại bệnh viện, như xạ trị 3D EGBT cho ung thư cổ tử cung, xạ trị điều biến liều IMRT và xạ trị điều biến liều hình cung VMAT cho ung thư đầu cổ, thực quản, trực tràng, ứng dụng kỹ thuật xạ trị theo nhịp thở ABC, điều trị IOT 131 cho ung thư tuyến giáp, sử dụng hệ thống kiểm soát di động U trong xạ trị hóa trị, đồng thời trong điều trị ung thư thực quản với kỹ thuật xạ VMAT, xạ trị áp sát liều cao 3D cho ung thư cổ tử cung, xạ trị VMAT cho ung thư tiền liệt tuyến. Tính đến thời điểm này thì là bệnh viện đã được trang bị rất nhiều cái máy móc thiết bị gọi là hiện đại, gần như là tiên tiến, ngang tầm với khu vực và cũng có thể sánh với những cái trung tâm khác ở trên thế giới, các cái loại máy xạ trị hiện đại nhất. Thế và các kỹ thuật thì các bác sĩ trong trung tâm xạ trị cũng đã tiếp cận được những cái kỹ thuật mới nhất và triển khai từ các cái kỹ thuật như là kỹ thuật 3D thông thường như trước, đồng thời là triển khai thực hiện cái xạ trị điều biến liều, xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung, xạ trị hướng dẫn ảnh, rồi là những cái các cái kỹ thuật mà các cái trung tâm xạ trị xung quanh khu vực cũng như là thế giới mà áp dụng phổ biến thì chúng tôi cũng đều có thể triển khai một cách thuần thục. Khi kỹ thuật hiện đại được triển khai thì nó sẽ giảm được rất nhiều hiệu ứng phụ trong điều trị.
Để đảm bảo việc điều trị cho người bệnh, Trung tâm xạ trị Bệnh viện K đã triển khai xạ trị vào các ngày cuối tuần, xạ ngoài giờ để rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Với 8 máy xạ hiện có, trung bình mỗi ngày, Trung tâm xạ trị Bệnh viện K thực hiện xạ trị cho khoảng 800 đến 900 người bệnh. Tôi thì bây giờ mới xạ được 6 mũi, nhưng mà tôi thấy là cái thuận lợi bây giờ là chúng tôi đến đây cái là không phải chờ đợi lâu, mà đúng giờ quy định của bác sĩ. Và đến giờ là bác sĩ gọi chúng tôi vào là chúng tôi làm, bác sĩ làm luôn và nhiệt tình. Tôi thấy như thế là rất thuận lợi cho chúng tôi. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế đào tạo chỉ đạo tuyến là một trong những hoạt động trọng tâm của bệnh viện trong phát triển công tác xạ trị những năm qua. Bệnh viện K đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống ung thư như Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Quốc tế Phòng chống ung thư, Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, IAEA, PACT của Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Với bề dày truyền thống về kinh nghiệm nghiên cứu và điều trị, Bệnh viện K ngày càng hội nhập với y tế thế giới, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển y tế bền vững. Trong đó, việc chú trọng chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực ung bướu nói chung và xạ trị nói riêng cho các bệnh viện vệ tinh và tuyến dưới luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, bệnh viện đã có 17 bệnh viện vệ tinh, 11 bệnh viện tham gia dự án đồng bằng sông Hồng, chỉ đạo tuyến cho 30 bệnh viện, đảm bảo chuyển giao cho các cơ sở ung thư trên cả nước. Trong thời gian qua, thì chúng tôi cũng đã tiến hành chuyển giao các cái công nghệ cũng như là các cái đào tạo trong lĩnh vực xạ trị đối với các hệ thống bệnh viện vệ tinh. Giai đoạn 1 là chúng tôi hướng dẫn chuyển giao tại bệnh viện cả. Thế khi mà các cái đồng nghiệp của chúng tôi cũng tương đối thuần thục rồi, thì chúng tôi tiếp tục là cử các cái nhóm chuyên gia của chúng tôi, bao gồm có bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý, kỹ thuật viên xạ trị để đến cái bệnh viện tuyến dưới để mà làm trực tiếp trên cái máy của bệnh viện. Như vậy là khi mà cái nhóm chuyển giao như vậy thì theo hình thức là cầm tay chỉ việc, thì như vậy là các cái đồng nghiệp của chúng tôi có thể là áp dụng vào ngay được trong cái điều trị cho bệnh nhân, và góp phần là giảm cái bệnh nhân chuyển tuyến lên tuyến trên. Trung tâm xạ trị hiện nay đang có 5 khoa xạ lâm sàng với các chuyên khoa gồm xạ trị ung thư đầu cổ, xạ trị ung thư vú, phụ khoa, xạ trị ung thư lồng ngực, xạ trị ung thư tiêu hóa, tiết niệu và khoa xạ trị ung thư tổng hợp, và một khoa phụ trách chung hệ thống máy móc xạ trị, đó là khoa vật lý xạ trị. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang bị để đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh. Định hướng trong tương lai của bệnh viện K, thứ nhất là vì là cái số lượng bệnh nhân nó đông như vậy, thế thì chúng tôi chắc chắn là sẽ phải đầu tư thêm những hệ thống máy xạ trị. Và định hướng của chúng tôi nữa là cái hệ xạ trị hạt nặng hoặc là hệ thống xạ trị proton. Chúng tôi đang xây dựng một cái chương trình đào tạo riêng cho các bác sĩ xạ trị. Thế thì để nó chuyên sâu hơn, sau khi học y xong rồi, sau khi học cái chuyên ngành ung bướu xong rồi, thì phải đào tạo thêm về những cái năm tiếp theo về công tác xạ trị riêng biệt. Cái thứ ba là chúng tôi tăng cường hợp tác với các bạn bè quốc tế để có hai cái vấn đề. Một là chúng tôi học hỏi kinh nghiệm, hai là đi học ở nước ngoài để mà nâng cao trình độ cho cán bộ của mình. Cái thứ ba là chúng tôi có thể mời người ta sang để người ta cũng đào tạo tại chỗ, hướng dẫn tại chỗ để cũng tăng cường cái trình độ của Việt Nam hơn. Xác định xạ trị là vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh ung thư. Vì vậy, việc tiếp tục phát triển và cập nhật những kỹ thuật mới trong điều trị ung thư, đặc biệt là lĩnh vực xạ trị, luôn là trọng trách lớn lao mà ngành y tế giao phó cho Bệnh viện K với định hướng phát triển toàn diện lĩnh vực này trong thời gian tới. Thứ nhất, Bệnh viện K cần kết hợp với Hội ung thư Việt Nam để hoàn chỉnh, hoàn thiện phác đồ chuẩn đoán điều trị bệnh ung thư nói chung và xạ trị nói riêng trên toàn quốc. Thứ hai, Trung tâm xạ trị quốc gia Bệnh viện K cần thiết phải trở thành trung tâm trọng điểm trong đào tạo và nghiên cứu về khoa học xạ trị.
trung tâm cần kết hợp với Bộ Môn và Hội Ung thư Việt Nam để đánh giá chuẩn năng lực về xạ trị, qua đó kiểm soát để từng bước nâng cao cái chất lượng xạ trị cũng như chuẩn hóa toàn bộ hệ thống xạ trị ung thư tại Việt Nam. Và đặc biệt là cán bộ làm công tác tia xạ tiếp tục nâng cao chất lượng về xạ trị. Thứ hai là từng bước trang bị những thiết bị hiện đại hơn như xạ trị bao thông và ion nặng. Trải qua gần 100 năm hình thành, hơn 50 năm xây dựng và phát triển, từ cái nôi ban đầu của ngành ung thư Việt Nam, Bệnh viện K đã trở thành đơn vị đầu ngành trong phòng chống ung thư của cả nước với 3 cơ sở khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, với đội ngũ cán bộ chuyên sâu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với phương châm trao hy vọng, nhận niềm tin, Bệnh viện K luôn phấn đấu là địa chỉ tin cậy của người bệnh ung thư về tất cả mọi mặt, mọi chuyên ngành, trong đó không thể không nhắc đến sự phát triển vượt bậc của công tác xạ trị.